đứa nào cũng đi nó từ. Đi hai ngày trở đi ra ngoài khỏi tắm đi ngắm biển tắm gì lạnh chết tắm cầu đi chơi thôi khỏi tắm bộ tắm cho con hỏi cầu nghĩ sao nghĩ là con trai rồi ông già cũng không có xuống đây khi là con là em gái không bây giờ con làm sao rồi ta cả nhà của nó tổng cộng chín có chín người tổng cộng có chín người lần bên nhà chồng còn sáu người nữa trời sao nhiều vậy ta thì nuôi không biết đâu bởi vì ngày xưa chiến tranh cho nên cha mẹ phải dọn lên tới Long An còn nó ở đây với chồng nó và cả anh trai em trai em út anh Tư anh ba anh sáu nó tiếng chiến tranh quyết liệt vì chiến tranh hết sức đẹp chiến tranh cái đó là thời gọi là thời thời Pháp nữa hả Bồ Tát thời đó đánh giặc chỉ đánh kiếm không à đi nữa hả? Đấy, tôi cũng nói rồi mà. Ông Bồ Tát sư con nói mà nó không tin hoặc không nghe lời thì sao vậy ta? Sư con nói mà nó không tin con hoặc không nghe lời thì sao? Tuy đó là tại người hại nó, cả gia đình nó kéo xuống là như vậy. Người phải có tâm ý nói cho gia đình hiểu. Thì họ mới tha như vậy. Nhưng nếu họ không chịu thì sao? Mọi người phải đến chùa xin mấy lá bùa
dán ở bên ngoài. Tại vì nó kéo bất cứ nơi đâu có người đã hành tinh, có người đã không hành tinh, có người còn hồn, nó làm chuyện gì không được, nó sẽ kéo xác người đấy ra thành tờ. Người phải kiếm lá bùa ở xung quanh chỗ nhà người, không to nó vô nữa. Còn cái dạng dò không ạ? Người sẽ mời họ ăn một miếng cơm rồi cúng cho họ, nâng chén cơm và thịt heo là sao cái cơm thịt heo luộc không ta? Còn ở trên kia ngươi thấy ngày nào phải cúng cho mấy hồ lính cho nó ăn. Cái kia mình cúng gì vậy? Cũng như vậy luôn. Cũng như vậy luôn hả? Tại mấy thằng lính này nó có thể đói và nó hại bất cứ lúc nào. Bồ Tát đi rồi. Ngủ luôn. Nó ông đưa dữ thì cái đầy thủ tỉnh của đưa dữ đâu được, nó giờ chủ yếu là phải làm cái này để cho khống chế nó luôn chứ đâu có đưa được. Đưa nó là nó còn nguy hiểm hơn nữa. Cảm ơn Bồ Tát. Cảm ơn quý. Quý. Ủa sao ra đứng đây ngồi